các tàu thăm dò Voyager của NASA sẽ sớm ngừng hoạt động sau gần 45 năm. Hai tàu thăm dò đang mất dần năng lượng sau cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất từ trước đến nay. Quay trở lại năm 1977, tàu du hành 1 và 2 của NASA đã phóng và bắt đầu cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất từng được thực hiện bởi một tàu thăm dò không gian không có trục. Du hành qua tất cả các hành tinh bên ngoài, trừ sao Diêm Vương, về cơ bản chúng đã biến đổi cách hiểu của chúng ta về hệ mặt trời và cách nó ra đời. Nhưng cuộc hành trình giữa các vì sao của các tàu thăm dò mang tính biểu tượng đã kéo dài gần 45 năm, sắp kết thúc khi NASA bắt đầu quá trình đóng cửa các hệ thống của tàu vũ trụ, theo một báo cáo ban đầu từ Scientific American. Không có gì do con người tạo ra đã đi xa như những tàu thăm dò này. Và nó chứng minh rằng không gian sâu thẳm đang vẫy gọi nhân loại thực hiện những bước tiếp theo trong một vũ trụ rộng lớn hơn. Được phóng vào năm 1977, hai tàu thăm dò đã thúc đẩy việc khám phá không gian và tiếp tục như vậy kể từ đó. Không thể nhấn mạnh quá mức độ sâu trong không gian mà những tàu thăm dò này đã đi xa trái đất hơn bất kỳ vật thể nào mà con người từng chế tạo. Như vậy, những người du hành này có thể sẽ giữ kỷ lục về những vật thể nhân tạo xa nhất trong nhiều thập kỷ, nếu không phải là một thế kỷ. Theo báo cáo của Scientific American, quyết định cắt điện ở mức tối thiểu được đưa ra nhằm kéo dài tuổi thọ của các tàu thăm dò thêm vài năm, với thời hạn cắt điện nhẹ nhàng được ấn định vào năm 2030. Nhà vật lý Ralph Magnus tại Phòng Thí nghiệm Vật lý Ứng dụng của Đại học John Hopkins cho biết trong báo cáo, đề cập đến tuổi thọ chưa từng có của các tàu thăm dò dự kiến kéo dài 4 năm ngắn ngủi. Trong khi đáng kinh ngạc, đây không phải là một điều hoàn toàn ngạc nhiên. Cả hai tàu thăm dò đều được cung cấp năng lượng từ các lò phản ứng phóng xạ plutonium, đã duy trì một nguồn cung cấp năng lượng ấm áp cho các máy tính nhỏ trên bo mạch đã chạy trong nhiều thập kỷ không nghỉ. Mỗi năm, năng lượng trong hệ thống của các tàu thăm dò đang giảm đi khoảng 4 watt, theo báo cáo. Điều này có nghĩa là ngày càng có nhiều thành phần và thiết bị cần được tắt khi nguồn điện cạn dần. Linda Spinker, một nhà khoa học hành tinh của JPL, người đã làm việc vào buổi bình minh của các sứ mệnh Voyager vào năm 1977, cho biết nếu mọi thứ thực sự suôn sẻ, có lẽ chúng ta có thể mở rộng các sứ mệnh sang những năm 2030. Nó chỉ phụ thuộc vào sức mạnh. Đó là điểm hạn chế, Spinker nói thêm. Nhiệm vụ chính của các tàu thăm dò là thực hiện một chuyến bay ngang qua các khối khí khổng lồ sao Mộc và sao Thổ, và chúng thực hiện nó với màu sắc bay, theo nghĩa đen, gửi những hình ảnh cận cảnh và chi tiết đầu tiên về Europa, Ganymede, Titan, v.v. Nhưng có lẽ hình ảnh quan trọng nhất đã mất hơn một thập kỷ để thực hiện. Năm 1990, tàu Voyager 1 trục được hình ảnh trái đất cách mặt trời 3,7 tỷ dặm, được nhà thiên văn học quá cố các Sagan phổ biến rộng rãi, chấm xanh nhạt đã cho thấy toàn bộ sự tồn tại của chúng ta thực sự nhỏ bé và mong manh như thế nào. Từ các cuộc chiến tranh của nền văn minh cổ đại, sự vĩ đại chính trị nhỏ bé của chúng ta, việc khai thác hệ sinh thái của hành tinh và toàn bộ chúng ta hành trình tiến hóa cho đến ngày nay. Tất cả ở đó, trong một đống nhỏ màu xanh lam trong một vũ trụ dường như vô hạn. Nếu có một điều chúng ta nên nghĩ về các tàu thăm dò mang tính biểu tượng, thì đó là loài người đã tồn tại trong một chớp mắt rất nhỏ trong lịch sử vũ trụ, trên một hành tinh nhỏ bé và mong manh sẽ không ở đây lâu. Và có cả một vũ trụ đang vẫy gọi chúng ta, hãy bước ra khỏi vùng an toàn của sự kiêu ngạo của con người và bước vào cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất. Du hành 1 và 2 đang và sẽ là bước đi dự kiến đầu tiên của chúng ta trong quá trình trưởng thành ngoài vũ trụ, với tư cách là một quần thể trẻ gồm những chúng sinh có tri giác.